Chào các bạn, thì đây là mẫu Dell XPS 13 từng được giới thiệu tại CES 2017 hồi đầu năm nay. Và hiện tại thì Dell đã đem về thị trường Việt Nam cái phiên bản cấu hình cao nhất với giá khoảng 54,9 triệu đồng. Như chúng ta đã biết thì XPS 13 của Dell được xem là một trong các sản phẩm tiên phong với cái thiết kế viền màn hình Infinity, hay gọi là cái viền màn hình siêu mỏng, thời lượng dùng pin lâu và cái hiệu năng cũng ấn tượng không kém. Và tiếp nối cái sự thành công đó thì Dell đã phát triển một cái phiên bản mới với màn hình cảm ứng có thể xoay 360 độ để người dùng có thể sử dụng như là một cái máy tính bảng. Đây, và các bạn thấy là mình có thể mình gặp lại một cách 360 độ. Tất nhiên Dell không chỉ đơn giản là lấy lại cái thiết kế của XPS 13 cũ rồi gắn thêm cái phần bản lề để xoay 360 độ mà hãng đã phải thay đổi rất nhiều về trong cái thiết kế của nó để có được một cái sản phẩm mỏng hơn, nhẹ hơn và thậm chí là sử dụng cái màn hình 13,3 inch nhưng mà nó chỉ nhỏ gọn cỡ như một cái sản phẩm 11,6 inch. Thì để các bạn dễ hình dung thì mình sẽ so sánh một cái laptop màn hình 13,3 inch theo cái thiết kế cũ và cái thiết kế mới là cái con XPS 13 này. Bên tay trái của mình là con Yoga 900 là cái laptop mình sử dụng hàng ngày. Bên phải là con XPS 13 mới và cả hai cái con này là nó đều sử dụng màn hình 13,3 inch. Thì để làm được điều này, Dell đã mất khoảng 2 năm để làm việc cùng sáp tạo ra một cái màn hình được cho là hoàn hảo và tốt nhất khi mà dùng với lại cái mẫu XPS 13 này. Thậm chí là Dell họ cũng phải dành riêng ra một cái phần ngân sách đầu tư cho cái việc phát triển cái tấm nền này. Vì vậy mà cái màn hình của XPS 13 mới là một cái thành quả mà Dell đạt được và cũng là điểm nhấn quan trọng của sản phẩm. Những gì bạn có ở cái sản phẩm này là cái màn hình 13,3 inch ở độ phân giải theo chuẩn QHD cộng, tức là 3200 x 1800. Cái viền màn hình siêu mỏng và cái chất lượng hiển thị rất là tốt. Đặc biệt nó mang lại cái sự thoải mái khi mà bạn xoay lại để sử dụng ở cái dạng lèo hoặc là như là một máy tính bảng. Tương tự mẫu XPS 12 mình từng thử nghiệm thì sản phẩm cũng đi kèm cái bút cảm ứng ActivePen có giá khoảng 60 đô nếu mà bạn mua rời hoặc lỡ mà mình có làm mất thì phải mua lại. Đây là chiếc bút cảm ứng sử dụng công nghệ Wacom có khả năng phân biệt được là 1024 mức cảm ứng lực khác nhau, nghĩa là khi mà mình nhấn nhẹ thì nó sẽ ra cái nét mảnh và nhấn mạnh thì nó sẽ ra cái đường đậm hơn. Mình cũng chia sẻ thêm là trong cái bản cập nhật mới của Windows thì Microsoft đã bổ sung một cái bộ ứng dụng gọi là Windows Ink, gồm 3 cái ứng dụng là Sticky Note, Sketchpad và Screen Sketch để mà người dùng có thể khai thác tốt hơn những cái chức năng cảm ứng với cái hệ điều hành Windows. Về cổng kết nối của XPS 13 cũng có sự thay đổi khi mà Dell họ thay thế các cổng USB truyền thống sang USB Type-C. Đáng tiếc là cái số cổng kết nối của sản phẩm nó bị giới hạn là cái USB Type-C nó chỉ có 2 cổng thôi. Ở đây chúng ta thấy là bên cạnh phải nó có thêm đầu đọc thẻ microSD. Đây là cổng nguồn, phần này là loa. Bên cạnh trái là nó có thêm một cổng USB Type-C nữa, ngõ cắm headphone. Và đây là cái nút dùng để kiểm tra nhanh cái tình trạng pin của sản phẩm. Về cấu hình phần cứng thì XPS 13 mới trang bị chip Kaby-Lake Core i7 7i75 và cũng được Dell tinh chỉnh lại nhằm mang lại cái hiệu năng tốt hơn. Các thành phần khác gồm như là 16GB DDR3 SSD chuẩn M.2 dung lượng 512 và đây cũng là cái cấu hình cao nhất. Giá của cái sản phẩm này tại Việt Nam là vào 54,9 triệu. Còn chi tiết hiệu năng của nó thì sẽ được đánh giá trong bài viết sau. Cảm ơn các bạn.